Như thông lệ, cứ vào mùa thu thì hãng Apple lại tung ra sản phẩm mới. Năm nay họ cho ra mắt bộ đôi iPhone 6s với những nâng cấp đáng chú ý. Ở Việt Nam thì không có cửa hàng nào của Apple mà chỉ có đại lý nên chúng ta khá thiệt thòi. Không biết khi nào thì iPhone 6s mới có mặt ở Việt Nam và giá bao nhiêu. Có lẽ rất lâu nữa thì chúng ta mới có trải nghiệm chờ đợi mua iPhone đầu tiên như ở nước ngoài. Nhiều bạn đọc báo cứ thắc mắc rằng không hiểu nhiều người xếp hàng để mua iPhone là như thế nào. Có thật hay là thuê người đứng xếp hàng? Tôi đã có dịp sang Hồng Kông vào đợt khi iPhone 5 mới ra mắt và có được trải nghiệm xếp hàng mua cùng với người dân ở quốc đảo này. Nếu như ở Âu Mỹ, Apple Store nằm riêng một tòa nhà thì ở những nơi đất chật người đông như là Hồng Kông, Singapore thì họ phải thuê gian hàng trong trung tâm thương mại. Khi tôi đến đây vào lúc 9 giờ 30 phút sáng thì dòng người đã khá là đông rồi. Đây là store thứ 2 được khai trương tại Hồng Kông vào năm 2012 và hôm nay cũng là ngày họ khai trương cộng với sức hút của iPhone mới nên dòng người đông hơn thường lệ. Chờ được vào khai trương Apple Store. Cảm giác chờ đợi có sốt ruột đôi chút nhưng hầu như không có ý nghĩa gì đối với iFan vì họ có thể mang điện thoại ra để giải trí, nhìn ngắm thời trang của nhau. Dòng người ngoài sảnh trung tâm thương mại khá là dài, đứng chờ theo hình ruột ngựa. Sở dĩ phải xếp hàng chờ đợi bởi vì trong một khoảng thời gian nhất định thì Apple chỉ có thể phục vụ tốt một số lượng khách nhất định. Nhân viên của mỗi Apple Store phải chờ cho một số lượng khách bước ra khỏi showroom thì họ sẽ đón một số lượng tương ứng vào. Oh my god, cứ tưởng là xếp hàng ở dưới kia là xong rồi, ai ngờ lên đây là phải xếp hàng tiếp còn kinh khủng hơn. Còn đây là cảnh đã lên được lầu 1. Toàn bộ hành lang trung tâm thương mại được dành cho iFan, xếp theo zig zag. Nhìn thì rất là hỗn loạn nhưng thực ra là theo hàng lối cả đấy. Chả lẽ lại quay về? Gần tường thì có những chỗ để phục vụ sạc điện thoại. Sau rất là nhiều thời gian chờ đợi, cuối cùng cũng đã đến cửa của Apple Store và lại phải chờ tiếp. Chờ đợi. Và cuối cùng sau gần 2 tiếng chờ đợi xếp hàng, tôi cũng đã vào được Apple Store trong tiếng vỗ tay của hai hàng nhân viên mặc áo xanh đứng hai bên. Họ vỗ tay và cảm ơn vì sự kiên nhẫn chờ đợi. Như thể là chúng ta vừa cán đích trong một cuộc chạy thi marathon vậy. Trong này có rất là đông người. Dịch vụ chuyên nghiệp là một trong những điểm cộng giúp Apple mở rộng lòng tin của người tiêu dùng. Thank you.
My name is Jensen. Yeah, welcome to the Apple Store. Is what's your name? Casey. Hi, Casey. So, so you're looking for the appointment for the Genius one? Yes. Yeah. So, what type of devices you're holding? iPhone. iPhone. The majority of people how many devices? Then it pops up over here. I'm third in line. Third? Oh, you didn't get her. Welcome to the Li Gang Ki Lantern Wonderland. The free...